Tử vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Giáp Thìn mệnh phúc đăng hỏa là người có tư duy hướng đến tri thức, văn minh. Trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường, tăm tối. Cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ, thường đi trước một bậc. Khi trao đổi và tiếp cận với họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công, nên bạn hãy trân trọng những người bạn như vậy. Bản chất của ngọn lửa ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng, nên những người tuổi Giáp Thìn mệnh phúc đăng hỏa rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác. Những người tuổi Giáp Thìn mệnh phúc đăng hỏa cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư, hết mình. Bước sang năm 2021, tuổi Giáp Thìn phạm phải phá thái tuế nên khó lòng yên ổn, cộng thêm hung tinh chiếu mệnh mang đến xui xẻo cho mọi mặt, từ sự nghiệp, tài vận cho đến tình cảm. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của ông bà tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Giáp Thìn trong nửa cuối năm 2021. Vận trình của tuổi Giáp Thìn trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vận sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi của ông bà tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa cuối năm 2021, có thể nói đây là một khoảng thời gian khá khó khăn đối với ông bà sinh năm 1964. Bởi ông bà tuổi Giáp Thìn sẽ phải đương đầu với cục diện phá thái tuế. Vì vậy, sự nghiệp của ông bà khó có thể đạt được những bước thăng tiến thuận lợi. Mục tiêu đặt ra vì thế khó có thể hoàn thành được như mong muốn, thậm chí còn dễ vướng phải chuyện thị phi do đồng nghiệp, bạn bè gây ra. Tình hình tài chính của ông bà cũng không có dấu hiệu tích cực, nếu nóng vội đầu tư có thể rơi vào cảnh tổn thất không đáng có. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao của ông bà trong thời gian này không thuận lợi, ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp cũng như đường tình duyên của ông bà. Hơn nữa, người xưa thường có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ất hưu họa, có nghĩa là với mỗi năm khi thái tuế đến thì ắt sẽ có việc đến theo. Thái tuế đến đâu thì phương đó nghi tĩnh bất nghi động, cho nên ông bà sẽ hung họa khôn lường. Vậy nên để hóa giải, ông bà tuổi Giáp Thìn hãy mang theo bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh. Từ đó ông bà có thể gặp được nhiều may mắn, thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, cho phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Giáp Thìn trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy sự nghiệp của ông bà không đạt được bước tiến đáng kể, chủ yếu là vì ông bà không chiếm được lợi thế cạnh tranh, lại thường xuyên vướng vào chuyện mâu thuẫn, thị phi không đáng có. Thậm chí,
có ông bà thường xuyên đứng ở vị thế đối lập với lãnh đạo nên khó có thể được cân nhắc, khó được giao cho cơ hội khẳng định giá trị của bản thân. Cho nên trong thời điểm này, ông bà cần giữ trạng thái bình tĩnh khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống, chớ nên nóng nảy, bất mãn, hành xử theo cảm xúc nhất thời. Như vậy chỉ khiến ông bà mắc thêm nhiều vấn đề khó giải quyết. Ngoài ra, ông bà hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp ông bà hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp ông bà tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ ông bà phát triển công việc trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tử vi 6 tháng cuối năm 2021 có cho thấy không có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực trong lĩnh vực tài chính của ông bà tuổi Giáp Thìn. Trong thời điểm này, ông bà không nên nghe theo lời sụ sỗ của người ngoài, kẻo dễ rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo. Nhưng lại đối với ông bà làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, cũng chớ nên đưa ra những quyết định vội vàng trong thời gian này. Nếu không, sẽ rơi vào cảnh lỗ vốn. Đặc biệt, sẽ có khoảng thời gian anh em trong nhà sẽ mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc, cho nên ông bà cần phải có cách cư xử, hòa giải, khéo léo. Cho nên thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Giáp Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp hóa giải các vận hạn và xua đuổi những hung tinh xung quanh, từ đó mang lại may mắn, tài lộc. Đặc biệt, vòng sẽ như một quý nhân bảo vệ từng cho ông bà tuổi Giáp Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi còn nói, gia đạo và tình cảm của ông bà tuổi Giáp Thìn không lý tưởng trong thời điểm nửa cuối năm. Với ông bà đã có gia đình thì trong thời gian này sẽ thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia về cả những việc trong cuộc sống và sự nghiệp. Đôi bên đều cần phải tiết chế, không nên quá cứng đầu, cứng cổ, khăng khăng làm theo ý muốn cá nhân, khiến tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt. Còn đối với ông bà đang sống độc thân hoặc đơn thân trong nửa cuối năm Tân Sửu, không nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới và chính bản thân cũng thường xuyên ở vào thế bị động nên khó có thể tìm ra được người phù hợp với mình. Cho nên ông bà tuổi Giáp Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp ông bà đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng vận đào hoa, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ cho người tuổi Giáp Thìn trong năm 2021. Đặc biệt, vòng sẽ mang đến sức khỏe, bình an và trường thọ cho ông bà. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe không được lý tưởng, ông bà tuổi Giáp Thìn cần tránh những khu vực ẩm ướt hoặc u ám để tránh những tai nạn hoặc sự cố bất ngờ phát sinh. Ngoài ra, ông bà cần giữ tâm lý tích cực khi đối diện với khó khăn, cũng là một trong những cách hiệu quả giúp ông bà duy trì được sức khỏe, tránh tình trạng đột quỵ, nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt, ông bà tuổi Giáp Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp ông bà hóa giải cục diện xấu, xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ ông bà tuổi Giáp Thìn trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Giáp Thìn trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Kế hoạch trọng điểm của ông bà tuổi Giáp Thìn trong tháng 7 âm lịch chính là kiếm tiền. Ông bà sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện tới tấp. Ông bà chỉ cần cân nhắc xem mối đầu tư nào phù hợp với năng lực của mình và có khả năng phát triển trong tương lai hơn. Nếu cố gắng làm việc, đến cuối tháng ông bà cũng sẽ nhận được một khoản lời lãi hậu hĩnh. Ngoài ra, ông bà tuổi Giáp Thìn đang làm công ăn lương nên tự tin hơn trong việc thể hiện quan điểm, ý kiến cũng như phát huy điểm mạnh của bản thân mình. Làm được điều đó, ông bà sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo. Cuối cùng, cuối tháng có khả năng được thưởng nóng hoặc tăng lương. Thứ hai là tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, ông bà tuổi Giáp Thìn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt đời sống. Quý nhân xuất hiện có thể mang lại cho ông bà nhiều tin vui,
hoặc là cơ hội để khẳng định bản thân, tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác. Cho nên ông bà cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, chứ không nên để nó trôi qua một cách đáng tiếc. Trong các mối quan hệ, ông bà có thể làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng. Hãy giữ quan hệ với những người đó, bởi dù có không tiến tới tình yêu thì đôi bên vẫn có thể làm bạn tốt, giúp đỡ nhiều cho nhau trong tương lai. Tử vi tháng 9 âm lịch. Bước vào tháng 9 âm lịch, vận trình của ông bà tuổi Giáp Thìn lại trở nên khá ảm đạm. Ông bà ít gặp được chuyện như ý muốn, nhưng may mắn là cũng không có điều gì quá xui xẻo phát sinh. Ngoài ra trong tháng này, ông bà cần cẩn thận hơn trong mối quan hệ xung quanh. Đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng cần cân nhắc kỹ càng, không nên nôn nóng, rồi cuối cùng thiệt hại là do chính mình gánh chịu. Trong thời điểm này, ông bà cần bình tĩnh xem mình mong muốn điều gì, mình nên làm thế nào để đạt được điều đó, cũng như điều gì mình nên buông bỏ, không nên quá cố chấp, khiến bản thân mệt mỏi. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch trôi qua một cách khá bình lặng đối với ông bà tuổi Giáp Thìn. Công việc vẫn tiến triển đều đặn, nhưng ít có cơ hội để ông bà vươn lên, khẳng định bản thân. Có lẽ vì thế mà ông bà chỉ nên nghiêm túc và khiêm tốn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, sức khỏe xảy ra nhiều vấn đề trong thời điểm này. Ông bà cần chú ý vận hành máy móc hoặc tham gia giao thông, nếu không sẽ dễ phải chịu tổn thương. Thân thể. Chuyện tình cảm của ông bà trong tháng này cũng không mấy yên ổn khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tử vi tháng 11 âm lịch. Đến tháng 11 âm lịch, tài vận của ông bà tuổi Giáp Thìn có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Ông bà có thể nắm bắt được những cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng ngưỡng mộ, giúp lợi nhuận phát triển nhanh chóng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Với ông bà đang làm công ăn lương, cũng có cơ hội nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Chỉ cần cố gắng sẽ nhận được phần thưởng. Tháng 12 âm lịch. Tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, vận trình của ông bà tuổi Giáp Thìn không được rực rỡ như những tháng trước đó, nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Ông bà nên dành thời gian này để có thể nhìn lại những gì mà mình đã và chưa làm được trong suốt một năm vừa qua, để rút ra những kinh nghiệm đáng quý. Về cơ bản, sự nghiệp cũng như tài lộc của ông bà trong tháng Chạp đều đã bước vào phát triển ổn định và rõ ràng. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Sa Cát tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Giáp Thìn trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất, sao hạn ông bà tuổi Giáp Thìn. Trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu, ông tuổi Giáp Thìn gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là sao xấu gây hao tán tiền bạc. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền, mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2 và tháng 5 âm lịch. Không như vậy, ông còn gặp phải hạn toán tận. Hạn này chủ về hao tốn tiền của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Chớ cho đi, chớ có đi khai thác lâm sản, chủ về gặp tai nạn. May mắn hơn ông, bà tuổi Giáp Thìn được sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao này rất tốt cho nữ giới, thường đem lại sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn về tiền tài. Tuy nhiên, bà lại gặp hạn huỳnh tuyền. Đây là hạn xấu tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Người gặp sao hạn huỳnh tuyền sẽ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng, mưu cầu danh lợi đều khó thành, sẽ xảy ra thất bại. Cho nên, ông bà cần chú ý nhiều hơn trong thời điểm này. Thứ hai, nội dung các niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Giáp Thìn có tuần, triệt, quán, sách, chủ về khó khăn, bất lợi, thêm xui khí. Quán sách, chủ về khó khăn, bất lợi, tăng thêm xui khí xuyên suốt năm. Cung tam hợp có các sao, thiên hỷ, lòng đức, văn tinh, báo tin vui về tình cảm, chuyện con cái, học hành. Tuy nhiên, lại có các hung tinh như đà la, tiểu hao, bệnh phù, gây bất lợi về sức khỏe, tiền bạc. Còn cung xung chiếu, gồm có các cát tinh thiên đức mang vận quý nhân tốt, nhưng hung tinh kình dương và quả tú lại báo điểm sát thương về cả thể chất
lẫn tinh thần. Ông bà cần thận trọng trong năm phải động chạm sao kéo. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị, các bạn luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.